Rồi, hello, xin chào các chị đẹp nha. Chị nào vào rồi nhanh tay chia sẻ livestream. Chị nào chia sẻ rồi hôm nay em sẽ lên tri ân làm tặng quà các chị luôn này. Hôm nay em giới thiệu các chị về một dòng kem trị nám đến từ Thái Lan. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là một hộp kèm số điện thoại các chị nhá. Đây là dòng nail trị nám đến từ Thái Lan. Giá niêm yết của nó là 320.000, 350.000 một lọ này, nhưng ở trong livestream này em giảm giá ngay chỉ còn 290.000 một lọ kem trị nám này. Đảm bảo các chị dùng xong một lọ kem trị nám này sẽ hết sạch nám, hết sạch tàn nhang và không bao giờ bị quay trở lại nữa. Nhưng mà các chị yên tâm cho em có quà tặng luôn cho các chị. 290.000 một lọ trị nám này. Chị nào lấy nhanh tay để lại số điện thoại cho em là một hộp kèm số điện thoại. Chia sẻ livestream em tặng mình thêm một kem nền chống nắng này nữa nha các chị nhá. Kem nền chống nắng này cũng của hãng Neo luôn. Giá gốc là 320.000. Bây giờ chỉ trong diễn ra trong 2-3 ngày là bên em có chương trình quà tặng cho chị nào lấy một kem trị nám, tặng thêm một kem nền chống nắng cũng của Neo luôn. Giá chỉ còn 290.000, mình được hai lọ như này và miễn phí giao hàng. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Em sẽ test nước kem lên cho các chị nhá. Chị nhá, các chị xem kỹ hộ em này. Đây là lọ em đang sử dụng nên là nó sẽ vơi như này. Các chị nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Dùng xong một lọ này đảm bảo các chị sẽ hết sạch nám, hết sạch tàn nhang và không bao giờ bị quay trở lại nhá. Chị Lê Hải Thu này, mình cũng dùng lọ nám này rồi, tốt lắm, cảm ơn tình yêu. Chị Mai Sương một hộp nhé. Ok tình yêu, một lọ này với giá 290.000. Em tặng mình thêm một lọ kem nền chống nắng 2 trong 1 nữa với giá 350.000 giá gốc của nó, mà bây giờ 290.000, mình được hai lọ như thế này. Để lại số điện thoại nhanh cho em nhá. Đây là nail này, hãng nail đến từ Thái Lan, kem trị nám nail đến từ Thái Lan cho các chị xem này. Đấy các chị xem nhá, đây là hộp kem trị nám của nó đấy ạ. Các chị được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em, 100% tiếng của nó là Thái Lan. Bên em đã có mã QR này dịch ra cho các chị dùng, các chị dịch luôn nhá. Đây là mặt em đang sử dụng, em sẽ test lên luôn cho mình luôn đây ạ. Đây các chị nhá. Đây là lọ kem trị nám ban đêm, mình dùng ban đêm cho em ạ. Mình dùng ban đêm cho em, đảm bảo các chị dùng cái hộp này trong vòng 3 đến 4 tháng mình trong vòng 2 đến 3 tháng mình sẽ hết sạch nám, hết sạch tàn nhang và không bao giờ bị quay trở lại luôn. Chất lượng kem của nó, kem thì rất là mịn. Đây các chị xem lớp kem này, đấy, rất là mịn, rất là móng, thấm hút luôn vào da của mình. Và làm sao ạ? Nó sẽ điều trị nám, tàn nhang, mụn, lỗ chân lông và những chị nào da bị da dầu, da nhờn, da lốt chân chim, nó đều điều trị hết. Một hộp này đảm bảo với mình da mình sẽ sạch nám, sạch tàn nhang và không bao giờ bị quay trở lại. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em. Một hộp 290.000, tặng các chị thêm một lọ kem nền chống nắng 2 trong 1 này nữa. Đây là kem nền các mình dùng buổi sáng cho em, vừa làm kem nền, vừa làm phấn lót trang điểm, vừa chống nắng 50P cộng cho mình luôn các chị nhá. Đấy, lớp kem, lớp nền của nó rất là căng bóng, rất là mịn luôn. Giá gốc là 320.000 cơ, nhưng mà hôm nay em làm quà tặng, tặng luôn mình cái lọ kem nền chống nắng này. Lọ của nó là như thế này các chị nhá. Để lại số điện thoại nhanh cho em để có hàng chậm tay để hết hàng. 290.000 một lọ kem trị nám nail đến từ Thái Lan. Những chị nào mà chưa hiểu về cái dòng nail này, mình có thể lên Google search ngay cho em. Nail đến từ Thái Lan các chị nhá. Đây, đây ạ, đây là lọ kem chống nắng 50P cộng này. Đấy, lọ của nó sẽ như này. Đấy các chị nhá, 350.000 và bây giờ làm quà tặng cho mình luôn. Nên chị nào đấy thì phải nhanh tay để lại số điện thoại để có hàng chậm tay để hết hàng đấy ạ. Kim Dung một hộp, ok lên đơn cho mình. 290.000 tặng thêm một lọ kem chống nắng miễn phí ship luôn tình yêu nha. Trần Anh ok một hộp, ok một hộp lên đơn cho mình, tặng thêm một kem chống nắng và miễn phí ship. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại, chậm tay để hết hàng, bởi vì chương trình diễn ra quà tặng tri ân này chỉ diễn ra trong livestream này thôi. Và chỉ diễn ra trong livestream này và tặng quà trong livestream này áp dụng cho chị nào chia sẻ livestream và để lại số điện thoại nha. Chị Nguyễn Hường này, mình cũng dùng lọ kem trị nám này, thích lắm, cảm ơn tình yêu. Em nói lại này, những chị nào mà chưa để lại số điện thoại thì nhanh tay cho em. Đây là lọ kem chống nám. Kem này, kem rồi nó là điều trị nám, tàn nhang, lỗ chân lông, làm trắng da, làm căng bóng, trẻ hóa da, cấp nước giữ ẩm cho da. Các chị xem này, ngày trước em không dám ngồi livestream như này đâu. Mà bây giờ các chị xem lớp da của em này rất là căng bóng, rất là mịn và không có một tí nám, tàn nhang nào. Bởi vì em đã dùng hết cái lọ này, đang dùng lọ thứ hai. Mình dùng hết rồi mình vẫn tiếp tục dùng được tiếp. Để làm sao làm dưỡng da, trắng da, trẻ hóa da các chị nhá. 290.000 một lọ kem trị nám, dùng 2 tháng, 2 đến 3 tháng hết sạch nám này. Em tặng mình thêm một lọ kem nền chống nắng 2 trong 1 50P cộng cho các chị và miễn phí giao hàng. 290.000 mình lọ, nhận ngay cho em hai lọ như thế này. Được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Chị nào lấy thì nhanh tay để lại số điện thoại cho em là một hộp, hai hộp kèm số điện thoại. Cứ một hộp kem chống nắng kem trị nám em tặng mình một lọ kem chống nắng, hai hộp kem trị nám em tặng mình hai hộp kem chống nắng luôn và đều được miễn phí giao hàng các chị nhá. Đây là kem trị nám nail đến từ Thái Lan. Các chị yên tâm cho em, được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. 100% tiếng của nó là Thái Lan, nhưng mà bên em đã có mã QR và quét ra cho mình rồi. Mình lên Zalo quét ngoay mã QR này cho em, có dịch ra cho mình luôn. Được xem hàng thoải mái trước khi nhận hàng cho em. Để lại số điện thoại cho em là một hộp với giá 290.000, tặng các chị thêm một lọ kem chống nắng các chị nhá. Hai hộp thì các chị được tặng hai hộp kem chống nắng và chương trình diễn ra ở trong livestream này thôi. Nên là chị nào lấy thì nhanh tay để